Ok guys. Ok chào cả nhà ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại cái series về Monster Legend. Và là mình đây Tú Trần ha. Thì hôm nay mình sẽ làm video về kỷ niệm các bạn. Chúng ta lại quay trở lại quá khứ ha. Quay trở lại quá khứ sử dụng các quái vật cũ các bạn, các quái vật huyền thoại ha. Mình sẽ đặc biệt là mình sẽ sử dụng các quái vật của team Venom K với lại Purple MMO này, với lại bạn Guvachun, một bạn khuôn mặt trái cây các bạn, trái ổi màu xanh này. Ok guys, I will you and the Venos team and popular MMO and Guvachun monster in adventure map. Ok, let's play. Yes, adventure map. Because they are so weak and I will fight in low level in adventure map. Yes. 271. Rồi mình sẽ vì là team yếu mà mình sẽ chọn ở đây. Cái team này đánh cấp độ thấp nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là Wildcat. Wildcat Gaming. Ubuntu and MMO. Popular MMO. Okay, fine. Vô quốc cả nhà. Bạn này rất là vui các bạn. Ngày xưa bạn này là có chiêu hiệu ứng Nightmare đầu tiên này, chiêu Nightmare. Đây, cái uống này mẹ các bạn. Nó chỉ là làm cho mất 10% và gây sát thương hiệu ứng. 3 chiêu, 3 chiêu. 1 dislike, 2 dislike với lại 3 dislike ha. Ok, mỗi lần là mất 30% máu. Phê lắm các bạn, để đánh boss được ha. Mình hãy sử dụng để đánh boss này. Nếu các bạn xem mình lâu ấy thì hãy sử dụng để sử dụng đánh boss ha, ở những thời gian đầu các bạn. Ok, I miss MMO monster. You have 3 dislike skill, 2 dislike skill and 1 dislike skill. Wow. He dealt dark damage and he can steal light from the target. And he dealt the nightmare effect. Yeah, good monster. And I remember on our monster. Rồi bạn gom và chun các bạn, chúng ta sẽ có được cái poison này. Nó bị độc các bạn. Rất là ngon luôn. Rồi Hellcat này là cũng là YouTuber nha các bạn, ở trong team của Van Note luôn các bạn này. Bam stunning. Oh. Ok, still light. Hồi 4000. 4000 máu ha. Blink and damage reduction. Là gây mù các bạn. Và lại giảm sát thương ha. Ok. The first win. The first win with our monster. Okay, ta sẽ vào tiếp theo à. We change the Venom Gaming. Venom Gaming. He lightning element. Okay. Tutorial monster. He's still here. Sorry. Terrorizer monster. Mà này như cũng là YouTuber đó các bạn. Tiếp theo nha. Thì mình sẽ chọn một bạn quái vật cũ này. Mình sẽ ưu tiên những quái vật đời đầu nha các bạn. Để mình nhớ xem ha. Có gì ta? Tamron. Yes, Tamron. Rồi mọi người bạn nào mày mới chơi ấy thì có ưu tiên nên mua hoặc là cố gắng có được bạn Tamron này ha. Tamron này sẽ nhân trong adventure map thì các bạn đánh boss các bạn. Thì bạn này có chiêu rút máu ấy, rút máu đối phương bằng với lượng máu của mình thì rất là ngon luôn. Boss máu nhiều cái nào cũng được, mình có thể chơi được ha. Sau này là những cái boss sau ấy thì nó sẽ có chiêu chống cái chiêu đó các bạn. Nhưng mà ở những cái boss level cao thì mình mới không sử dụng được Tamron thôi, còn đa số Tamron rất là hiệu quả ha. Một chiêu phát là đi luôn ha. Về đó các bạn, chơi nè. Fine. Ok, Tamron. Đây, cái chiêu Equalizer này các bạn. Equalizer này thì nó hút cái lượng máu của đối phương, giảm lại bằng lại với lượng máu của mình. Ok. Bây giờ thì không sử dụng được ha. Rồi, bằng đầu đó có chiêu này. Spy Time. Là giống như Evasion các bạn. Đó. Book Spy Time lên. là đối phương đánh được team mình luôn ha.
Từ here có chữ peace, okay. Yeah, slow, yes, allow to on enemy. Activate cooldown, okay. Fine. Bam. Wow. Đây chữ time stop nữa các bạn. Time stop này là mắc lên một lượt stun ha. Bam. Oh, giống stun ha các bạn. Chat. Cái terrorizer. Big damage luôn các bạn. 70% đam ha. Bam. Thiết đầu công. he had. Tăng tốc độ speed các bạn. Ok. Rồi, mình nhìn spy time. Tiếp tục spy time. Thăm lần mấy các bạn dùng để support ha. Ok, double damage. Nice, he's so cool. And so thung lại monster. Time stop. I put boot đây các bạn. I boot ha. I boot multi kill. Yes. John Master. Pem Chang. Vụ nổ ha. Tiếp tục ha. Thôi, bạn này chủ yếu là support các bạn. Support chủ yếu ha. Có chưa đánh nữa nhưng mà mình không chọn các bạn. Head. Bye, drone. Chat. No, input. Metal grenade. Okay. And last hit. Bleeding. Okay guys, so many memory, my memory. Okay, the next team. Thế nào mình sẽ chọn I will tell the Louis Calibre monster. Đó. Là một bạn khỉ các bạn, super khỉ à, trong team của Venus luôn các bạn. Mình sẽ chọn ra Louis Calibre ha. Ok, here. And mình lâu quá rồi không nhớ các bạn ơi. Còn một số bạn cũ nữa ha. Ok, H2O các bạn. H2O. Ok. And một bạn nào ta? Chúng ta sẽ có một bạn cũ. Ok, I will tell the one of monster. Ủa, tìm Vanos đủ cho ta? À, Vanos Gaming Louis Calibre H2O Terrorizer Wildcat. Hết rồi ha, chắc mình nghĩ là hết rồi ha. Chắc hết rồi các bạn. Mình sẽ bui một bạn nào để ta để xem nhé này. Aurora ha, sử dụng Aurora. Rồi, Aurora là cũng mới các bạn. Aurora là ra sau này ha. Ok. Hết team rồi ta. Goldfield, Standard Queen, Cookie, Bandab. Rồi sử dụng Aurora Red Tea ha, Red Tea. Rất thì rồi bạn này ra ra sau cùng mà sau cùng với lại mình nhớ là Varun Pixel Pixelin các bạn. Ok, fine. Yo, that's good, that's good. Bạn này có chiêu book triple damage các bạn. Book cho Louis Calibre ha. Yeah, triple damage to Calibre monster. And he's yet big damage. Wow, man. Nice and breezy. Ok nè. Rồi double damage nha các bạn. Tiếp cho Calibre ha. Double damage. So many damage to enemy. Father Ray các bạn. Máy chiêu này cái Mega Stun này các bạn. Bam. Stun. Ok, next way. I got this skill. Wow, ok, nice. So many
Kaled Monster. Bim Fly Link, sorry. Rồi, mình kill bạn này trước ha. Ok cả nhà. Stunning Way. Ok, Stunning Way, bam. Ok, chat. Chat. Rồi, chúng ta sẽ hồi năng lượng lên các bạn, sau đó mình book triple damage ha. Đây, triple damage lên cho Calibri, chúng ta white deep nè. Rồi, double damage nữa. Oh, quên. Nếu mà mình bơm chung ha, thì có là nhiều damage các bạn. Quên mất. Yes, turn block. Rồi, Stunny. Ok. Stun again. And one hit. Victory. Easy. And this is the part 3 in Monster Legend from this is part 3 video about bad to the best in Monster Legend video. Thank you, my friend. I hope you enjoy with my video, and don't forget to subscribe, like, and share to my channel. And this is my memory, and I love this. Yes. Rồi chào cả nhà ha. Như vậy là mình đã làm xong video về hành trình quay trở lại quá khứ Bác Ba. Đó là những cái quái vật rất là yêu thích của mình, như là rất là kỷ niệm ha. Team Vanos các bạn, rồi MMO, rồi Overtool. Ok ha. Đó như là một vùng ký ức luôn các bạn, vùng ký ức của Chile. Ok, bye cả nhà, và chúc cả nhà có một ngày học tập làm việc vui vẻ này. Bye bye. Yes. Yes.